Rồi chào anh em nha, nay có mớ đồ bán cho anh em nè anh em. Anh em xem coi làm cái được nào làm ủng hộ em ha. Đó thì anh em xem thì nghe rõ nè. Đó, có sao thì báo cáo vậy ha. Đó, ở trước thì có con Mitsubishi T là OTB33 dọn nổi rồi nha anh em. Đó quay trong đây trước đi, hồi hải gàng trước. Đó, này có Mitsu luôn. Đó, thì ở đây có một con này con Kawasaki nè. Đó, với lại là cục này cục sò nè. Đó, với nguyên cái láp mà nó mắc cái đầu bò nè. Láp này thì nó nhìn nó hơi ngắn nha. Đó, anh em lưu ý ha, là láp này nó hơi ngắn nha, nó với lại nó không có cái đầu bò. Đó thì con này thì giật thì nó bị giục chó anh em. Nó bị giục chó, con này nó to lắm nha anh em, con này tới bú lớn rồi nè. Cần nó cần lớn nè. Đó, con này nó bự lắm, nó bự tội chẳng luôn á. Đó, với lại nó cũng nặng bà cố luôn nè. Đó thì em soi vô thì em thấy cái nòng nó còn sáng nè. Đó, em gọi anh em xem ha. Đó. Nói chung thì soi vô thì thấy cái nòng nó còn đẹp nha anh em, chưa thấy bị sọc nha. Đó, anh thấy nó còn đẹp nhưng mà nó giục rồi, không biết cái sống chết sao không có kiểm tra luôn. Đó. Thì cây này với lại là cục này thì nó cứng bà này, giờ anh em lấy được gì lấy ha. Mình sang này hình như nó thấy nó nước rất, hình như nó thấy muốn bể luôn hay gì. Rồi thì bán rẻ cho anh em hai cái này ₹350.000 thôi ha. Nguyên nguyên cái này với lại cục máy này anh em ₹350.000. Anh em chốt thì tự trả tiền ship nha. Đó, chốt tự trả tiền ship nha, đây tiền ship nó cũng cỡ ₹100.000 đó. Đó, cũng cỡ ₹100.000 á ha, vậy đi ha. Đó thì hai cái này là ₹350.000. Đó thì cần thì nó mắc cái đầu bò nha. Đó, cái ti thì nó đây còn ti nè. Đó, ₹350.000 như đây nha. Đó, ₹350.000 thôi. Rồi, ở đây thì con máy đeo lưng Echo 209, con này như 213 quá. Đúng rồi, 213 nha anh em, con này mới đề nha. Bao hơi lửa luôn. Cái này để anh em 850.000 ha. 850.000 anh em tự trả phí ship nha anh em. Em không có bao ship nha. Đó, 850.000, bao hơi bao lửa. Đó thì bán như trên video gì nè. Đó, anh em xem thì được thì làm nha. Đó, như trên video vậy đó. Em không có gì hết, chỉ là bao hơi bao lửa thôi. Đó, đồ này thì như trên video nè. Anh em xem kỹ video mà mình mua ha. Đó. Đó, để coi chén coi. Rồi chén này mắc chén chồng nên em bỏ cho anh em cái chén cho luôn nha. Đó, nữa bỏ chén cho anh em đầy đủ luôn. Nó hầu như là cũng muốn đầy đủ đồ chính hết rồi, đâu thiếu gì nữa đâu. Đó, 850.000 cái này ha. Đó, 850.000 cái này. Bao hơi lửa luôn. Echo 213 ha. Đó, rồi, cái này là cái Echo 240 cũng máy đề luôn nè. Ở vừa giật vừa đề luôn, quá ngon, máy bồ sáng chân luôn. Đó, bồ bể à. Đó, bồ bể này em kiếm cho anh em cái áo khác nha. Đó, nữa kiếm cái áo khác bỏ vô nha. Đó, con này nó hơi khô xíu nhưng mà máy hơi nó còn căng lắm nha anh em. Nè, thấy không? Đó, máy nè, quá đẹp luôn á. Ga công tắc còn nguyên luôn nè. Đó, thấy không? Còn lưỡi dao luôn. Đó, còn chén kẹp, đầu bò, lưỡi dao đầy đủ luôn. Đó, lăn luôn coi. Đó, lăn ok luôn. Ô, nội lưỡi này không 50.000, lưỡi me còn nguyên luôn nè. Nó mới thiếu một hai me thôi. Đó, cần này cũng xịn sò luôn anh em. Rồi, bao hơi bao lửa cho anh em con này luôn ha. Cái này 900 nha anh em. Cái này 900 ha, cái này rửa lên đẹp lắm. Đó, cái này dọn lên là máy là phải quá đẹp luôn, pin vọng đời là còn nguyên nè. Ở 900 cộng phí ship nha. Đó, cái này 900 nè, vô áo bô đầy đủ nè. Còn cái này 850 nè, cái này thì vô kẹp lưỡi cho anh em đầy đủ ha. Rồi, thì đây có con Mitsubishi TB33 máy đeo lưng nè anh em. Con này siêu vip luôn, cái này vừa dọn xong lên clip cho anh em luôn nè. Ở con này phải gọi là nó đẹp ken luôn anh em. À, anh em thấy không? Máy đẹp nè. Con này thì lóc có để là Mitsubishi nha anh em. Ở đâu con này nó mới ken, nó mới chát luôn cái bô anh em nhìn nè. Đó, nòng còn xanh dờn luôn. Đó, chạy chế hai kim quanh gò luôn, máy đeo lưng anh em. Máy đeo lưng ha. Đó, cái bộ đeo lưng không cũng xịn sò nè. Đó, chuyền dây cua go luôn nè. Ở bình xăng nó nằm bên đây ha. Ở bình xăng với miếng mướp nằm bên đây luôn. Con này là nòng 36 ly nghe nè, 33cc ha. Nó với lại TL rồi nên là đi trang á. Thấy không? Con này rất là đẹp nghe nè. Đó thì đây, chỗ này để mắt in da bằng cho chụp giật luôn nè. Cái này là 3 triệu nghe em. Cái này là 3 triệu ha, bao ship cho mình, tặng kèm theo cho mình là 6 món phụ tùng đầy đủ luôn nha. Đó ha, máy đeo lưng, đây cần nó đây ha.
Thì cái này thì nửa ga với công tắc với lại tay lái tròn, tay lái nhỏ, một tay em gáp đầy đủ nha, tại vì gáp chưa kịp luôn, mới vừa xong luôn. Đó, cần đó nè, đầu bò tránh kẹp rồi là ok, ngon lành hết rồi nha. Nói chung máy vô nổ rồi, xịn sò hết. Con này chụp việc trợ lực luôn nha anh em. Còn ví dụ như anh em sau này mà xài chán xài đeo lưng á, gỡ ra mua bộ cần thẳng để vô là xong nha. Bộ cần thẳng với là cái bình xăng lớn à. Đó, ba cái này thì đồ mới nó bán đầy nha anh em. Đó, bộ cần thẳng với lại bình xăng lớn là để vô là y chang thôi. Đó là ga con máy cần thẳng 33cc nồng 36 ly ha, Mitsubishi TB33. Rồi, nổ luôn nè, trợ lực luôn nha. Đụng nhẹ là nổ rồi. Quá êm luôn, phải gọi là siêu êm. Con này chạy biết đời nào mà hư nữa. Máy nó còn rất là đẹp nghe nè, máy hệ mà thêm máy đẹp nữa. Để anh em nhìn như vậy nè, thấy không, trắng tư luôn á. Thôi nè, thấy không, kéo lên là nổ rồi, kéo nhẹ là nổ rồi. Rồi cái này 3 triệu nghe nè, đã sẽ vô dây đeo đồ đầy đủ, nghiêm chỉnh, sạch đẹp cho anh em hết ha. Đó, tặng kèm theo 6 món, 3 triệu này thì bao ship luôn ha. Đó, khung để gia băng luôn nè. Rồi anh em làm được cái món nào thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Rồi, bye bye anh em ha, hẹn gặp lại clip chiều nay.